Xin chào các bạn. Có lẽ khi theo dõi những bộ phim hay đọc những câu chuyện hồi nhỏ về huyền thoại Tắc Răng, chắc ai trong số chúng ta cũng từng mơ ước được làm chủ núi rừng, ăn nghỉ trên những ngôi nhà cây treo leo và di chuyển bằng việc đu dây đầy thử thách. Việc đó giờ chẳng khó gì đâu, vì ở Lào, đây là một hình thức du lịch kết hợp bảo vệ môi trường rất thú vị. Khu du lịch ở nhà cây, đi dây trên rừng mà chúng ta đang nói tới có tên là Gibbong Experience, nằm trong khu bảo tồn Bokeo. Vùng đất Bokeo được xem là mỏ ngọc của Lào. Tất nhiên, ngay ở Lào thì chẳng xa Việt Nam là mấy. Nhưng Bokeo không gần với biên giới Việt Nam ở các tỉnh miền Trung, mà gần với Thái Lan hơn khi nó giáp với tỉnh Chiang Rai của Thái Lan. Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo được thành lập từ những năm 2004 với nhiệm vụ bảo tồn 123.000 ha rừng nhiệt đới nguyên sinh giàu có của nước Lào. Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo được lập nên nhằm bảo tồn sự sống của loài vượn đen, loài sinh vật tưởng như đã tuyệt chủng. Vì thế khi đến Bokeo, một trong những trải nghiệm thích thú nhất là được ngắm nhìn tận mắt loài vượn đen cũng như đời sống của các động vật hoang dã khác như voi, gấu, hổ hay là trâu nước. Như đã nói, góc quan sát của chuyến đi này sẽ là từ trên cao, ở các ngôi nhà cây vô cùng độc đáo, được mệnh danh là những ngôi nhà cây cao nhất thế giới. 8 căn nhà trên cây trong khu du lịch Gibbong Experience ở Lào có độ cao từ 30 đến 40 mét. Cách duy nhất để đặt chân đến những ngôi nhà này là bạn phải trượt thông qua zipline. Quãng đường này kéo dài 15 km, đưa du khách vào sâu trong rừng một cách nhanh chóng. Đoạn cáp treo dài nhất của họ là khoảng 600 mét. Đồng nghĩa với việc, du khách sẽ có khoảng 50 giây đu dây cực nhanh để ngắm cảnh. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, du khách sẽ hóa thân thành Tắc Răng thực thụ khi đu dây đi giữa rừng rậm. Trải nghiệm này mang lại cảm giác cực kỳ mạnh và đôi khi cũng khá là mạo hiểm. Độ an toàn của hệ thống zipline này đương nhiên là rất cao. Theo những nhà xây dựng dự án, tất cả các thiết bị này đều được nhập khẩu từ Pháp, trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt thường xuyên và được thay mới khi có dấu hiệu hao mòn nhỏ nhất. Nhưng đôi khi, những tai nạn cũng đã xảy ra. Không thể tránh khỏi những sai sót dù là rất ít thôi. Ví dụ như năm 2017, đã có một du khách bị thiệt mạng khi trượt zipline ở khu cắm trại rừng Gibbong Experience. Đó chính là sự cố đáng tiếc đầu tiên xảy ra tại đây kể từ khi đi vào hoạt động năm 1996. Trước đó cũng có một vài tai nạn nhỏ nhưng chưa dẫn đến thiệt hại tính mạng. Điều này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố, mà một trong số đó là sự hướng dẫn chưa kỹ càng từ người huấn luyện. Đôi khi có thể là do sơ suất nữa. Như năm 2015, một cặp đôi đã phải nhảy khỏi đường trượt dài 400m ở khu du lịch Chiang Mai của Thái Lan sau khi nhận ra họ không được thắt dây an toàn. Còn ở Gibbong Experience của Lào thì tai nạn là rất hiếm. Một khi vượt qua được nỗi sợ hãi và chinh phục được quãng đường hóa thân thành Tắc Răng thì trước mắt du khách sẽ là những ngôi nhà cây độc đáo có 102 nằm treo leo trên những cây gỗ khổng lồ. Nhìn những ngôi nhà cây đặc biệt như thế này, chắc hẳn ai cũng phải đặt câu hỏi: làm sao để chúng có thể trụ lại trên những tán cây khổng lồ như vậy? Những nhà thiết kế của dự án đã phải cân nhắc khá kỹ về vị trí, chiều cao và thú hoang dã như loài vượn có ở gần đó hay không. Nhà quá cao thì sẽ rất khó để cung cấp nước ngọt. Quá thấp có nghĩa là du khách sẽ bỏ lỡ tầm nhìn độc đáo. Trước đây, kiến trúc sư phải ở trên cây rất lâu. Không dễ gì để đo lường chính xác các góc và đoạn cong ở khắp mọi nơi. Sau cùng, họ thấy cách làm này không hiệu quả vì rất tốn thời gian. Vậy là họ chuyển sang cách sử dụng máy bay không người lái để bay 360 độ quanh thân cây, chụp ảnh ở các góc độ khác nhau, sau đó vẽ phác họa tất cả bằng tay. Thông qua việc sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, sau đó họ có thể tạo mô hình 3D của cây, được sử dụng để thiết kế nhà trên cây thật. Về mặt xây dựng, có một số kỹ thuật được sử dụng tùy thuộc vào cấu trúc và hình dạng cây. Ví dụ, một số được treo trên dây thừng, một số khác đặt trên bàn điều khiển bằng gỗ. Thời gian xây dựng phụ thuộc vào kích thước của cấu trúc và trung bình phải mất khoảng 6 tháng để hoàn thành một ngôi nhà trên cây. Những ngôi nhà trên cây cao nhất thế giới ở Lào nằm trong dự án bảo tồn du lịch chống lại việc khai thác gỗ bất hợp pháp được khởi động vào cuối thế kỷ trước. Câu chuyện về nhà trên cây bắt đầu vào năm 1996 khi người sáng lập Jeff Romo đến Lào và đi bộ trong rừng. Trong khi đi lang thang, ông phát hiện ra những con vượn màu đen và chụp một số hình ảnh về chúng. Hóa ra giống vượn đặc biệt, đặc hữu của khu vực đã bị đe dọa nghiêm trọng. Đó là lúc họ nhận ra rằng phải tìm cách bảo tồn những khu rừng xinh đẹp như thế này. Nhưng vấn đề là làm sao có nguồn ngân quỹ để bảo vệ khu vực. Phải cần có tiền để chi trả cho các kiểm lâm viên và chính phủ không có nhiều ngân sách tại thời điểm đó. Sau đó, ông nảy ra ý tưởng tạo ra một loạt các con đường mòn, các ngôi nhà trên cây và mạng lưới zipline. Đây như một cách để đưa du khách khám phá và bảo tồn, còn có thể tạo ra nguồn thu bảo vệ rừng.
những ngôi nhà trên cây và zipline đầu tiên được khai trương vào năm 2004. Bằng cách hợp tác với chính quyền địa phương, khu vực dự án Gibbon Experience bao phủ 136.000 hectare rừng rụng lá hỗn hợp đã được Quốc hội Lào chính thức công nhận là công viên quốc gia vào năm 2008. Ngày nay, Gibbon Experience sử dụng hơn 120 nhân viên toàn thời gian, nhiều người từ các làng lân cận. Lợi nhuận thu được từ mô hình du lịch trải nghiệm này được chi cho nhiều dự án khác nhau, trong đó tài trợ cho đội tuần tra vườn quốc gia để chống lại nạn khai thác gỗ bất hợp pháp, săn bắn động vật, đánh bắt cá bằng bom mìn và khai thác đất làm nương rẫy quá mức, hoặc cũng có thể sử dụng để xây dựng các công viên xung quanh. Nói tiếp về những ngôi nhà trên cây, tất cả chúng đều được làm bằng gỗ của những kẻ đã chặt phá rừng trộm. Nơi đây đã được trang bị mạng lưới đèn điện, giường được phủ bằng lưới chống muỗi và có một vài vật dụng thiết yếu khác. Mỗi phòng vệ sinh của nhà trên cây đều được thiết kế mở và có vòi sen nước ngọt riêng. Vài ngôi nhà có nhiều tầng cho phép du khách có thêm một chút riêng tư vào ban đêm. Trong khi những phòng khác có thể hơi thiếu không gian thì lại có tầm nhìn tuyệt đẹp ra những tán rừng cao hàng chục mét bên dưới. Những ngôi nhà trên cây như thế này có khá đầy đủ tiện nghi. Tất nhiên không thể so sánh với khách sạn du lịch được, nhưng về cơ bản mọi thứ tương đối ổn. Phòng vệ sinh của nhà cây đều lộ thiên nhưng được che chắn với các phòng khác và có vòi tắm nước ngọt. Về chuyện ăn uống, các bữa ăn theo kiểu ẩm thực Lào địa phương sẽ được chuẩn bị tại ngôi làng lân cận và được nhân viên giao cho khách thông qua đường zipline. Vì làm gì còn đường nào khác đâu. Họ sẽ giao đồ ăn theo bữa cùng với trái cây tươi và đồ ăn nhẹ đặc sản của địa phương. Nhìn chung, về cơ bản là không thiếu gì cả. Một trong những điều đặc biệt nhất khi ở trên những ngôi nhà cây ở Lào này đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Tiếng chim hót, mùi cây cỏ, gió trời, chút sương lạnh là tất cả những gì bạn có thể cảm nhận một cách dễ dàng khi sống treo leo trên những ngôi nhà cây như thế này. Khi màn đêm kéo dần xuống, trải nệm ở một góc bên ngoài lan can của ngôi nhà, nằm ngắm khung cảnh về đêm với âm thanh vui tai của núi rừng chắc chắn sẽ mang đến những cảm giác vô cùng đặc biệt. Sáng dậy thì được hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn bình minh trên toàn cảnh và được tận mắt chiêm ngưỡng những loài động vật trong rừng rậm. Đương nhiên, trải nghiệm tắm tiên ở độ cao treo leo so với mặt đất sẽ là những khoảnh khắc không thể nào quên được khi hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên núi rừng. Và đương nhiên khi đến đây, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống của người bản địa Lào, về cách mà họ sống chung với núi rừng, khai thác và bảo vệ chúng như thế nào. Có khá nhiều review tích cực về trải nghiệm sống trên cây này của người Lào và cũng có những lưu ý cho những ai cần đến đây. Đó là nên sạc đầy pin điện thoại, máy ảnh trước khi lên đường. Cũng cần trang bị thêm ống nhòm để quan sát rõ hơn mọi thứ xung quanh nữa. Còn về cơ bản là cứ xách ba lô lên và đi thôi. Nhìn chung, trải nghiệm sống trên cây hóa thành tắc răng tại Lào đặc biệt thú vị và hấp dẫn. Đây rõ ràng là một hình thức du lịch hiếm nơi nào có được, mang lại những cảm giác vô cùng đặc biệt và khiến du khách thực sự phải tò mò. Hy vọng các bạn cũng đã có những giây phút trải nghiệm độc đáo cùng video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.